toàn toàn mấy từ chuyên môn của người ta ấy. May mà đi may mà có anh Quý vào ấy, không thì chịu không có được. Em Dài Quang Linh nè, quên thì quên anh Dài luôn mà chán ông chán em Dài lắm. Em Dài thế này vứt rồi, anh Dài cột cốt để sang theo em Dài mà em Dài còn quên anh Dài nữa, quên anh Dề nữa, các anh ấy cái cánh đông ấy không phải chắc Quang Linh đâu. Cặp tiểu tam chữ bọn em ngày mai thì bắt đầu mới với bản. Ngày mai thì bắt đầu với bản xuống gặp gặp Lôi. Về anh chưa anh ớt hơn đâu đang ở đang ở bên Angola. Chào mọi người nhá. Ừ, sơ sáng đúng rồi, cú đen gì rồi. Em muốn tên này thì thôi. Hèn chi lúc đó không phải anh. Ờ đúng rồi, mình bị có cái kiện hàng của anh Khánh ấy. Anh Khánh luôn đa và kiện hàng người ta kiểu kiểm tra thôi. Không phải bắt đâu, mình tưởng người ta kiểm tra. Xem mà bên trong có gì đấy. Vẫn đúng là cái mà mình cầm luôn đấy, nhớ ra là cái vali kia là vali của anh Tiến Nguyễn đấy, anh Giai Tiến mà anh Giai Tiến thì biết anh mình vào bảo môn ấy chịu nghe như vịt nghe sống bảo thằng không biết tiếng mấy nên ngồi phải xử lý trong đấy, các anh Giai là đang ở kia ôm nhau thắm thiết thấy live stream ôm nhau kiểu rồi, mà em Dài thì không hề người ta bảo gì đó, cứ xinh không biết luôn là xinh xấu là chết bản là dừ luôn. Xuống bản thì anh em mình chắc là ngày mai luôn, cả em Dài thì em mình ở ngoài kia xem thấy Linh ôm á kiểu ấp các kiểu, anh Tiến công ty ôm ấp các kiểu, đến lúc mà anh Khánh cứ bảo ở Hoàng đâu. Thế là bắt đầu Linh mới thông minh nhớ. Ui, anh Hoàng đâu chưa ra? Chán chán nha, cảm ơn bạn nha. Sang với em Dài rồi bắt đầu mình cùng trường là xong rồi ra luôn. Mình cũng đi ra ngoài xong không thấy đâu, phải chạy vào lại chứ. May mấy Khánh đang live stream thì thấy chắc là mọi người comment bảo là Hoàng đâu đúng không? Thì là anh Khánh bảo là Hoàng đâu? Sao ra bảo ốp mà anh rể của Linh đâu thế ông kiểu ôi thế là sư bảo là anh Hoàng chết à, Linh lên xe để đi ăn rồi mà anh nhảy xuống kiểu tám Jack Dương chưa biết chú Hoàng sang đâu, kiểu tám bây giờ đang không biết chú Hoàng sang chưa đây này, chưa biết chính xác chú Hoàng sang chưa đây này, chưa biết chính xác Hoàng sang chưa đây này, chưa biết chính xác em đẹp thôi mọi người nha, không đánh nói chung xử lý hôm nay kiểu nhân văn đấy, không xử lý kiểu kiểu nâu thông ừ. bản thì anh em mình chắc là tầm một ngày mai em sẽ xuống bản lạc bắt như là vui tụ. Chủ tịch đâu rồi ạ? Linh à? Đâu? Đây này. Đấy. Cắn nhẹ nhẹ thôi được rồi. Kiểu này phải thơm. Gặp Lôi là phải thơm. Thơm mà cho khiếp rồi thôi. Nói chuyện nhưng hay được đâu mà. Có Nhật Lệ với mình mua quà cho Lôi mà mọi người. Mua quà cho Lôi. Phải có chứ. Có mang cơ sang mà nhé. Kiểu gì? Tặng hết rồi. Chứ sang này luôn đã tặng hết rồi. Mang anh hai cư đang tăng luôn. Anh Hoàng đẹp trai quá, cảm ơn FC Phan Quốc Linh nha, Hoàng Linh à. Mình Niêng ở Việt Nam. Ở anh Linh đi ăn à? Ở Linh đang đi ăn mọi người. Còn mình với anh Quý với anh Đông. Anh Nhường với anh Nhường về trước. Ăn no rồi. Sao bên này ấy, buổi sáng ăn 2 lần, buổi trưa ăn 2 lần, buổi tối này. Khiếp. Bên này mấy anh em ở bên này người ta kiểu Quý ấy, người ta nhiệt tình lắm, ăn một giờ chối ăn mà người ta ăn sờ luôn, người ta ăn sờ luôn mà. Ngày mai thì anh em di chuyển về bản cả nhà, về bản thì chắc là tầm tối muộn thì di chuyển về đến trụ sở của Linh, chắc là phải ngày mai mới gặp được Lôi ấy. Ngày mai thì hai chú cháu thì sẽ gặp được nhau.
Đây, nói chuyện như hai người đàn ông luôn. À, khả năng mình với Linh về sau mà áp tải như anh Hòa bảo là áp tải. Hoàng sang đây là chỉ có việc áp tải Linh về thôi. Mai nhớ lại nha anh. Ok. Mai lại với Lôi đúng không? Tối mai về đến nhà. Tối mai về nhà thì ở Việt Nam là kia sáng, là buổi sáng cả nhà. Bởi vì Angola với là Việt Nam cách nhau 6 tiếng. Ngày mai là tầm khoảng về bản là cũng phải tầm khoảng 7-8 giờ tối. Thì còn 6 tiếng ở Việt Nam là cũng phải tầm 2-3 giờ sáng nhà anh ạ. Thì buồn quá. Thì hẹn cả nhà mình ngày 24 đi. Ngày 24 cả nhà nhé. Đấy, vào ngày 25 thì là mình live stream. Mình với công ty Hoàng Tiến là sẽ live stream buổi đầu tiên ở Angola. Cả nhà mình cùng chào đón những mọi người nhá. Anh Bình đâu rồi? Anh Bình với Linh rồi đang đi ăn chiều. Bên này ăn chiều này, ăn sáng hai bữa nhá. Ăn sáng một bữa xong bắt đầu đi cà phê, bắt đầu đi ăn sáng tiếp. Bắt đầu trưa là 11 giờ trưa ăn xong nhá. Bắt đầu có mấy anh kia để dẫn 1 giờ ăn tiếp. Đấy, mình với anh Quý vừa về mà mình đi ăn sướng quá. Nói chung là mình thì là mở mắt lan. Đợt này sang Angola là để nói với anh Hòa bảo là áp tải Linh về. Sắp tới là tháng 10 là áp tải Linh về cả nhà nhé. Áp tải đúng. Công ty Hoàng Tiến di chuyển liên tục đúng rồi mọi người. Phải di chuyển đợt này phải làm hình ảnh. Chờ mình gặp Lôi được cả nhà nhé. Không biết là ông cháu giờ có nhớ chú Hoàng hay không nhỉ? Nhưng mà chú Hoàng với cô Lệ nhớ lắm. Gửi gắm tình cảm, nhất Lệ là gửi gắm tình cảm đến cho Lôi ấy. Mua mình với là Lệ cũng có mua quà cho Lôi rồi. Không niềng, có mấy đáng niềng mà. Đây, niềng gà trong trên cả đằng dưới. Niềng là bắt buộc là phải niềng hai hàm. Tính niềng một hàm thôi nhưng mà hàm dưới thôi nhưng mà người ta phải bắt buộc phải hàm niềng hai bên. Anh Hoàng niềng đã quen chưa? Nói chung là cũng chưa quen lắm. Livestream nói nhiều nó bị xước. Rát. Khó nói lắm. Niềng nhiều tiền không, niềng của mình niềng gói 30 củ ạ. Công ty Hoàng Tiến tuyển nhân viên không? Hiện tại công ty Hoàng Tiến là hai thằng làm hai thằng ăn. Ô quên nhầm. Bây giờ thì hai thằng làm ba thằng ăn cho mọi người nhá. Giờ gặp Linh là thôi. Linh bảo rồi, giờ theo công ty Hoàng Tiến thôi. Hai thằng làm được ba thằng ăn thôi. Không làm mà, không làm có tội ăn. Đấy, chỉ có Linh thôi. Gặp Tiểu Tam chưa. Tiểu Tam thì là bọn em ngày mai là di chuyển xuống bảng. Thì là chắc là tầm khoảng 24-25 thì sẽ live stream mới gặp luôn được cả nhà. Đúng rồi, em niềng răng đúng một tháng, chưa được một tháng. Nhưng mà giảm được 3 cân là một mặt hàm má miệt khó quá kiểu. Khổ lắm. Niềng với ăn uống.